Thưa quý vị, đến nay, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ đã lãnh đạo chỉ đạo thành công đại hội đoàn cấp huyện tại 23 trên 23 đơn vị. Thành đoàn Cần Thơ có 23 đơn vị trực thuộc gồm 9 quận huyện đoàn, 10 đoàn trường đại học cao đẳng, 2 đoàn khối, Đoàn Thanh niên Công an thành phố và Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Công tác tổ chức đại hội được triển khai nghiêm túc đúng nguyên tắc quy định, trình tự khoa học, đảm bảo cơ cấu thành phần. Công tác ứng cử, đề cử nhân sự tại đại hội đảm bảo dân chủ công khai, phát huy trí tuệ của đại hội trong lựa chọn nhân sự có năng lực công tác, uy tín cá nhân, đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Công tác tổ chức đại hội có nhiều điểm mới, phát huy được sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết thống nhất của tuổi trẻ các đơn vị cũng như ứng dụng công nghệ để mà tuyên truyền về các hoạt động trước, trong và sau đại hội. Đặc biệt các đơn vị đã nghiêm túc trách nhiệm, nhìn nhận đúng thực trạng, đánh giá kết quả đạt được, cập nhật nhiều giải pháp, định hướng triển khai công tác đoàn để phù hợp với điều kiện mới.